Come on. Vâng, và xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Mạnh đang có mặt tại sân tennis của câu lạc bộ Saladin Tân Phú. Và hôm nay Mạnh rất là vui khi Mạnh vừa giành chiến thắng trước một đối thủ vô cùng khó chịu. Thì trong tiếng Anh ấy, họ gọi những đối thủ như vậy là Buster, có nghĩa là những người chuyền đánh rất là đều. Và tiêu biểu trong làng quần vợt thế giới hiện nay thì chúng ta có thể thấy hình ảnh của Monfils là tay vợt người Pháp. Thì anh này có một lối đánh rất là khó chịu, tức là bóng nào qua anh cũng đánh đều hết và làm cho đối thủ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hóa giải. Thì đối với những cái tay vợt như vậy thì họ có lối đánh như thế nào? Họ thường họ giữ một cái nhịp rất là đều, tầm bóng của họ mình đánh càng mạnh qua thì họ lại càng mượn lực nhiều và càng dễ đánh. Tức là họ không có đánh mạnh là mình không giết, mình không tấn công, nhưng cứ đều qua làm cho đối thủ nản chí, làm cho đối thủ trở nên nóng nảy, và lúc đó họ sẽ giành chiến thắng bằng cách bền bỉ như vậy. Thì đó là cái đặc tính của những người này. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ và tìm ra bài lời giải cho bài toán này. Mà chúng ta gặp những đối thủ như vậy, chúng ta hiểu đặc tính của họ, thì đầu tiên thì chúng ta phải tìm cách làm sao để thay đổi cái hành vi, thay đổi cái thói quen, thay đổi những cái sở trường của họ, hóa giải bằng cách là thay đổi những cái cú đánh sở trường của họ, bằng cách là xử lý những tình huống bóng khác đi. Vâng, và thói quen thứ nhất là gì ạ? Những cái đối thủ như này thì họ thường hay đánh bám sân và họ sẽ thích ở một cái tầm bóng nhất định, thường thì sẽ là ngang hông ở lên vai. Thì lúc này chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần thay đổi chiều cao và độ xa gần của bóng. Chiều cao ở đây là gì ạ? Chúng ta có thể giật những đường bóng cao lên, đường bóng xoáy cao lên, top spin nhiều lên để cho đẩy đối thủ ra xa khỏi vạch baseline cuối sân. Và cái thứ hai là gì? Chúng ta có thể kéo họ lên gần lưới. Những đối thủ này thì đặc tính của họ là thích bám sân nên là họ đánh cuối sân rất là đều. Nhưng mà khi mà lên gần lưới thì họ xử lý không được tốt. Tại vì những người mà có thói quen như vậy thì họ chạy ngang rất là tốt, nhưng mà chạy lên chạy xuống thì họ lại khó khăn. Thì chúng ta có thể là quả xa quả gần, quả xa quả gần, hoặc là chúng ta xử lý bóng nhiều bóng gần. Nên là khi mà chúng ta kéo lên được gần lưới rồi thì họ bắt buộc phải lên lưới luôn, không thể nào họ quay về lại nữa. Chính vì vậy nên khi mà chúng ta đã kéo được họ lên lưới rồi thì chúng ta có rất nhiều cách để khai thác. Vâng, đó là cái cách chúng ta thay đổi cái độ xa gần cũng như độ cao thấp của bóng, và cái cách này rất là hiệu quả. Và cách thứ hai là gì ạ? Cách thứ hai là chúng ta sẽ tập trung vào đánh để bắt họ di chuyển nhiều hơn so với bình thường. Bởi vì khi mà chúng ta cứ đánh tập trung ở giữa sân thì các việc họ di chuyển rất là ít, và bước chạy của họ rất là nhàn, nên là họ sẽ đánh rất là lâu, rất là bền bỉ. Thì lúc này chúng ta sẽ gia tăng độ khó bằng cách là chỉa ra băng cá nhiều lên. Và mọi người lưu ý là cứ đánh ra băng cá mọi người cũng đừng tập trung vào lực quá nhiều, bởi vì họ càng đánh mạnh thì họ lại càng mượn lực lại dễ dàng hơn và phản đòn chúng ta rất là nhanh. Chính vì vậy là chúng ta chỉ tập trung vào đánh xoáy thôi. Hãy tập trung vào top spin nhiều lên, giúp cho những đường bóng của chúng ta có điểm rơi vào băng cá, phía băng cá nhiều thì sẽ đẩy họ ra xa. Và lúc này giống như là thay vì họ chỉ phải chạy 2 bước thì chạy ra quá ngoài băng cá thì họ phải chạy thêm 2 bước nữa thì mới tới bóng được. Vì vậy nên làm nhiều lần như vậy, 5-10 lần như vậy thì chắc chắn là thể lực của họ sẽ suy giảm rất là nhanh, và như vậy chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Đó, và khi mà ra băng cá như vậy thì chúng ta cũng hạn chế được rất nhiều cái khả năng tấn công của đối thủ lên phần sân của chúng ta. Đó là cách thứ hai. Và cách thứ ba là gì ạ? Cách thứ ba là khi mà chúng ta thấy đối thủ đánh ở cuối sân thì chắc chắn hai bên của họ ít có một người nào mà có thể đánh đều ở hai bên giống nhau. Có người thì họ sẽ mạnh về forehand, có người thì mạnh về backhand, chắc chắn sẽ có một bên yếu hơn. Thì lúc này chúng ta sẽ tập trung vào khai thác bên yếu hơn. Ví dụ như Nadal mà gặp Federer thì sao ạ? Anh chuyên khai thác bên backhand, bởi vì bóng của Nadal còng rất là cao và Federer không bung được bóng còng cao. Chính vì vậy Nadal sẽ chiếm ưu thế rất là nhiều. Chúng ta đã dồn trái đối thủ nhiều, chúng ta đã dồn làm cho đối thủ hạn chế được khả năng tấn công của đối thủ lại phần sân của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta thấy có những cơ hội ngon thì chúng ta có thể lên lưới luôn và chúng ta tấn công luôn. Bởi vì khi lên lưới thì chúng ta sẽ tiết kiệm sức rất là nhiều so với việc cò cưa với một đối thủ dai dẳng như vậy. Và khi mà lên lưới thì cũng gây áp lực lên phần sân của đối thủ, gây áp lực lên tâm lý của đối thủ, làm cho chúng ta chiếm nhiều ưu thế hơn. Đó, và mọi người cũng lưu ý rằng là trong một cái trận đấu, ngoài những cái vấn đề về kỹ thuật ra thì áp lực về tâm lý là một cái chiến thuật rất là thông minh. Khi chúng ta đánh, nếu như chúng ta không có chiến thuật mà gây áp lực lên đối thủ, không có cách gây áp lực lên đối thủ bằng cách đánh tâm lý thì chúng ta không bao giờ giành được phần thắng. Bởi vì nếu mà hai người song song nhau thì ăn nhau nằm ở phần tâm lý, và tâm lý cũng sẽ quyết định rất nhiều kỹ thuật chúng ta hôm đó đánh tốt hay không. Và đó là những cái mà chia sẻ của Mạnh về cái cách chúng ta sẽ xử lý khi gặp một đối thủ có cái lối đánh bền bỉ cuối sân. Và hy vọng rằng với những chia sẻ này thì sẽ giúp ích cho mọi người trong mỗi cuộc chơi, và chúng ta khi gặp đối thủ đó chúng ta sẽ trở nên tự tin hơn, chúng ta sẽ đánh hay hơn và giành được chiến thắng tuyệt vời. Và mọi người nhớ ủng hộ Mạnh bằng cách là nhấn vào nút đăng ký kênh hoặc là like video này.
cũng như có thể share cho tất cả những bạn bè chúng ta cùng xem để mọi người có thể áp dụng và những kiến thức này được lan tỏa đến nhiều người hơn. Và nếu anh chị có câu hỏi nào cần Mạnh chia sẻ thì có thể comment bên dưới video này, Mạnh sẽ làm clip tiếp theo để chia sẻ cho mọi người. Và chúc cho mọi người có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng.